Chào tất cả anh em nhá. Hôm nay mình sẽ đi đào hầm để làm đất nha mọi người nha. Mọi người có thể cho mình nha. Đi bỏ đất ra ngoài hầm nha. Là tục tắc mọi người nên học về nha. Đào hồng là phải bỏ đất ra chứ. Đào hồng mà bỏ đất đi thì nó cũng nên hồng mà.